Vào lúc này bạn phải có lòng tin kiên định đối với Phật, phải tin Phật. Khi Thế Tôn ở đời có nói qua, Thế Tôn trụ thế thọ mạng là 100 tuổi. Ngày 80 tuổi thì đi rồi. Phật nói phước báo 20 năm sau cùng của Ngài để cho người xuất gia trên toàn thế giới, mãi đến pháp vận của Ngài hết, 10.000 năm vẫn còn dư thừa. Phật có phước báo lớn như vậy, chúng ta còn lo lắng gì chứ? An tâm làm đạo, tự nhiên có cúng dường. Đây là phước báo của Phật. Thứ hai là Vi Đà Bồ Tát là thần hộ pháp. Ngài phát tâm muốn hộ trì hiện kiếp thiên Phật xuất thế. Pháp của hiền kiếp thiên Phật Ngài hộ. Vậy chúng ta là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, người y giáo tu hành, lệnh chết rồi, đói chết rồi, thì Vi Đà Bồ Tát phải làm sao? Chiếu theo pháp luật đến chế tài, cách chức để điều tra. Tôi nói với mọi người đều là lời chân thật. Cho nên bạn tin tưởng phước báo của Phật, bạn tin tưởng hộ trì của thần hộ pháp, không cần phải bận tâm gì. Trong khạp gạo không còn gạo, đến lúc nấu cơm tự nhiên có người mang đến. Bạn cũng không cần đi hỏi người nào, bạn cũng không cần đi nói với họ: ở chỗ tôi không còn gạo, chỗ của tôi không có ăn. Đó là bạn cầu người, quyết không cầu người. Phật Bồ Tát đến chăm sóc. Một chút tín tâm này đều không có, gọi là tin Phật gì chứ? Chúng tôi ở Úc Châu, tôi nghe các đồng tu ở Úc Châu nói với tôi, cái Tịnh Tông học hội ở Úc Châu không có Phật sự, bình thường không có pháp hội, chỉ là niệm Phật. Niệm Phật đường niệm Phật, nghe kinh. Nghe kinh khi tôi không có ở bên đó thì nhờ đường truyền quốc tế. Hiện tại chúng ta giảng kinh ở nơi đây, họ cũng đang nghe. Trong đó một số đồng tu nói với tôi, họ nói một số đạo tràng khác có nói những lời nói này, họ nói họ đạo tràng đó lại không làm pháp hội, lại không làm Phật sự, thì họ làm sao mà sống chứ? Vẫn phải đang sống hay sao? Không hề chết đi. Có thể thấy được, không cần phải đi nịnh bợ tín đồ. Nịnh bợ tín đồ là gì? Áp lực đến tín đồ, nhất định muốn cầu tín đồ cúng dường, sai rồi. Cúng dường không cần khuyên, họ tự động phát tâm, vì rất tốt, họ đến tu phước. Nếu chúng ta khuyên họ, ám thị họ, đặc biệt sai lầm. Cái tâm này của chúng ta là tâm trộm, đó chính là trộm cắp. Chúng ta đã phạm giới rồi, họ tự động phát tâm. Có thể chắc chắn không thể nào khuyên bảo, chắc chắn không thể nào ám thị. Tâm của chúng ta vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn không bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển. Vậy thì đúng. Trên thực tế nếu không có ăn, không oán trời, không trách người, không có ăn thì niệm Phật. 7 ngày không có ăn, niệm 7 ngày thì giảng sanh. Vậy thì thật tự tại, thật hoan hỷ. Cái thế giới này có cái gì đáng để lưu luyến chứ? Cho nên bạn chân thật đem cái đạo lý này thấy đều, làm cho rõ ràng, làm cho tường tận,
làm gì mà không được đại tự tại? Không luận ở nơi nào đều được đại tự tại. Cái này phải thật làm. Người ở thế giới mười phương giảng sanh, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Cái quan niệm này phải chắc chắn, phải kiên định. Vì sao vậy? Vì đến lúc lâm chung, nếu như A-di-đà Phật không có đến thì phải đợi Ngài, không thể cuốn lên. Cảm ứng đạo giao, Ngài nhất định sẽ đến. Nếu như là người niệm Phật, trong tâm chúng ta là cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến lúc lâm chung, Thích Ca Mâu Ni Phật liền đến. Có cái sự việc này, không phải A-di-đà Phật mà là Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy thì bạn không thể đi theo. Bạn mà đi theo thì bạn đã mắc lừa rồi. Vì đó có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Không phải. Đó là quan gia trái chủ của bạn đã biến hiện ra như vậy để lừa gạt bạn, dẫn dắt bạn đi vào ác đạo để tính sổ với bạn. Sự việc này thì ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã nói được rất rõ ràng. Vậy thì lúc lâm chung, Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn thì có thể đi hay không? Đệ Thế Chí Bồ Tát đến tiếp dẫn có thể đi hay không? Đều ở tại ý nguyện của mình. Bạn lòng tin của chính mình vô cùng kiên định, tôi nhất định muốn Tây Phương Tam Thánh cùng nhau đến tiếp dẫn tôi, thiếu một vị tôi cũng không đi. Tây Phương Tam Thánh khẳng định sẽ đến đón bạn. Nếu như bạn nói A-di-đà Phật đến thì được rồi, vậy thì khi bạn lâm chung thì có thể nhìn thấy được A-di-đà Phật. Khẳng định là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Cho nên khi bình thường thì lòng tin của chúng ta phải kiên định, nhất định không thể hoài nghi. Sự việc này hết thảy đều là do cảm ứng. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đoạn kinh văn này giới thiệu trên bờ ở xung quanh ao báo, trên bờ có vô số cây chiên đàn hương. Chiên đàn thì chúng ta thường hay gọi là đàn hương, nhưng mà không phải loại cây chiên đàn mà Phật nói ở trên kinh. Cây chiên đàn này là bảo hương. Phật nói ngày xưa thì có. Vì sao vậy? Vì con người có phước báo. Bởi vì cảnh tùy tâm chuyển. Ngày xưa thì lòng người rất là lương thiện, cho nên có rất là nhiều bảo vật. Vậy hiện tại các đồng tu chúng ta đã học qua khoa học thì đều biết tất cả vật chất ở thế gian, khoa học gia đem đi phân tích, phân tích thành phân tử, phân tích thành nguyên tử, phân tích thành hạt cơ bản, phân tích đến sau cùng thì mọi thứ đều như nhau. Vì sao mà thế gian này cũng giống như bảo thạch, bảo vật, lại có nhiều chủng loại đến như vậy? Nhà khoa học nói với chúng ta, hoàn toàn đều là do những hạt lạp tử cơ bản này cấu thành hình dạng không như nhau. Nhà khoa học nói đó là công thức sắp xếp không như nhau. Trên thực tế thì tất cả đều như nhau. Hết thảy đều như nhau thì chính là pháp bình đẳng. Sự phát hiện của nhà khoa học
cùng với trên Kinh Kim Cang là cùng một sự việc. Kinh Kim Cang nói là nhất hợp tướng. Nhất hợp tướng chính là nói một loại vật chất cơ bản, chỉ là sự tổ hợp không như nhau mà thôi. Hợp là tổ hợp. Hiện tại thì đó là phương trình khoa học không giống nhau. Hình thức tổ hợp không như nhau. Cũng như chúng ta xem hình chụp sự kết tinh của nước vậy, đó chính là sự tổ hợp sắp xếp không như nhau. Nó cũng có tâm tư. Nó đối với những chữ như yêu thương và cảm ơn, cảm tạ, thì sự kết tinh của nó sẽ rất là đẹp đẽ. Nếu như là có ác niệm, sân hận, cảm ứng mà kết tinh thành hình dạng rất là xấu xí. Bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn sẽ hiểu được lòng người lương thiện, thì vạn vật sẽ thay đổi bản chất. Cho nên có bảo hư. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta về cây chiên đàn. Cái chiên đàn thật sự thì khi đốt lên một viên, một viên này là rất nhỏ, đại khái thì một viên to cỡ một hạt đậu phộng. Mùi hương của nó có thể lan ra đến 40 dặm xung quanh. Ở tại đất nước Singapore này thì cả nước sẽ đều ngửi thấy. Loại hương thơm này hiện tại không còn nữa, nhớ lại loại mùi hương này còn có thể trị bệnh. Nếu như mà cái thành phố này có ôn dịch, có bệnh truyền nhiễm, thì đốt một viên hương thơm này thì các loại bệnh dịch đều mất hết rồi. Cho nên đây là bảo. Trong lịch sử của Trung Quốc thì có ghi chép, đại khái là vào thời Tùy Đường. Ấn Độ có một vị pháp sư mang theo chiên đàn. Ông mang theo không nhiều, chỉ khoảng là 4 lượng. Ông muốn đem cái này tặng cho hoàng đế. Vào thời xưa tặng đồ cho hoàng đế thì số lượng ít nhất cũng phải là 1 cân. Chỉ có 4 lượng này của ông thì người ta không nhận. Cũng không biết đó là cái gì. Lễ vật để tiến cống cho hoàng đế mà phân lượng có ít nên không nhận. Pháp sư liền đốt thử một viên. Thế là cả cái thành Trường An, thành Trường An khi đó là thủ đô, cả thành đều ngửi thấy thì mới biết đây là báo vật, nên 4 lượng cũng nhận luôn. Ở trong lịch sử của Trung Quốc có ghi chép một lần như vậy, vô cùng vô cùng hiếm có. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đi đến đâu cũng có cây chiên đàn. Hiện tại thì chúng ta hiểu được đây là gì. Cảm ứng đạo giao. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tâm địa lương thiện, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Ngày ngày nghe Phật thuyết pháp, ngày ngày nghiên cứu thảo luận, cùng nhau niệm Phật, kinh hành, cộng tu. Cho nên cảm được vật chất ở thế giới này khiến nó không giống như tất cả chư Phật sát độ khác. Các vị nghĩ xem có sát độ chư Phật nào mà tất cả toàn bộ chúng sanh ngày ngày đều đang dụng công, ngày ngày đều đang học Phật hay không? Không có. Duy chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có các ngành, các nghề như ở trong xã hội này của chúng ta. Thế giới Tây Phương không có. Thế giới Tây Phương chỉ có dạy học, chỉ có lão sư, chỉ có học trò. Ngoài lão sư và học trò thì tìm một ngành nghề nào cũng không có. Vì thế, chân thật xứng với cái danh xưng là Đại học Phật Giáo. Chúng ta muốn đi học viện Phật học, học Đại học Phật Giáo, thì nên đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Ở nơi đó bạn muốn học cái gì thì cũng đều có. Cái gì cũng có, bao gồm cả khoa học kỹ thuật hiện nay, ở bên đó đều không thiếu thứ gì. Chiên đàn bảo thụ, cát tường quả thụ. Cát tường quả thụ thì bên Trung Quốc không có, nghe nói ở Ấn Độ thì có. Đó rốt cuộc là loại cây gì? Thì chúng ta hiện tại cũng không có cách gì để mà khảo sát. Người xưa ở Trung Quốc thì lấy cây lựu để làm thí dụ. Vì sao vậy? Cây lựu có nhiều cây con. Người Trung Quốc lấy đó ví dụ cho con đàn, cháu đóng. Vậy thì cát tường rồi. Nên lấy cái ý nghĩa này. Có phải là quả của cây cát tường ở Ấn Độ hay không? Vậy thì không thể nói, rất khó nói. Nhưng mà lấy cái ý nghĩa này rất hay. Cho nên quả lựu ở Trung Quốc là quả may mắn cát tường. Người Trung Quốc đem đó xem thành loại quả cát tường may mắn. Đây là đã lược lấy hai loại. Chủng loại của bảo thụ thì rất nhiều. Hoa quả hằng phương, nhấn mạnh ở chữ hằng này. Hằng là không có tàn héo, không giống như thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta cây cối sinh sôi mùa xuân, lớn lên trong mùa hè, đến mùa thu thì cây vàn lá, mùa đông thì rụng lá. Chúng bốn mùa đều biến hóa không như nhau. Nó không phải là thường hằng. Cây ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là cây báo, cành lá hoa trái vĩnh viễn không héo úa. Vì sao vậy? Nó không phải được sinh ra. Không giống như cây cối bên này của chúng ta đều lớn lên từ cây con. Bên đó thì không. Bên đó là biến hóa ra, là hóa sanh mà ra. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là đến đó thì phải đi đầu thai rồi từ nhỏ dần dần lớn lên, không phải vậy. Đến thế giới Cực Lạc thì thân tướng của ta cùng với A Di Đà Phật là như nhau, là hóa thân đến, biến hóa sanh ra. Người đới nghiệp giảng sanh, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hoa sen hóa sanh. Cho nên đến được thế giới Tây Phương thì hình tướng thân thể sẽ y như Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc vậy. Do đó ở điểm này khiến người mới học Phật chúng ta sanh nghi ngờ. Đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tướng mạo của mỗi người giống y như A-di-đà Phật vậy. Cao như nhau, mập ốm cũng như nhau. Vậy thì rốt cuộc ai mới là A-di-đà Phật đây? Bạn có bị nhầm lẫn hay không? Đi đến nơi đó rồi thì bạn có trí huệ, có thần thông, nên sẽ không nhận sai. Nếu như không có trí huệ, không có thần thông, vậy thì đó thật sự là mê hoặc rồi, không biết được đâu là A-di-đà Phật. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Thế giới này của chúng ta nhân tâm bất bình, tướng mạo không như nhau, cho nên không bình đẳng. Tướng mạo tốt thì có cái tâm ngạo mạn, tướng mạo kém một chút thì có tâm mặc cảm tự ti. Đây là buồn phiền rồi, đây là sanh phiền não. Vì thế hãy đi đến thế giới Cực Lạc, mọi người tướng mạo đều như nhau, cao lùn mập ốm đều như nhau. Bạn làm gì có tâm ngạo mạn chứ? Làm gì có mặc cảm tự ti? Tất cả đều không có. Đây là chỗ rất tài ba của A-di-đà Phật. Đây là sự cao siêu đạt đến cục cực, để cho chúng ta mang theo phiền não tập khí mà vĩnh viễn không có cơ hội để hiện hành. Cho nên bên đó là pháp giới bình đẳng. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được hết thảy là hóa sanh, biến hóa ra. Cây cối hoa cỏ đều tỏa hương thơm vĩnh viễn, nhất định không có gì bị tàn úa. Quang minh chiếu diệu, cái quang minh này là từ tâm thanh tịnh, là từ tự tánh vốn có trí huệ bát nhã thấu lộ ra.
không những là chúng sanh hữu tình, những vị Phật Bồ Tát, những người giảng sanh này trên thân đều có hào quang, là trí huệ bên trong thấu lộ ra. Tất cả vạn vật cũng đều không ngoại lệ. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ban đêm, bởi vì thế giới ấy không cần đến mặt trời mặt trăng, không cần đến ánh đèn, thân của mỗi người đều phóng quang, tất cả vạn vật đều phóng hào quang, cây cối hoa cỏ đều phóng quang, nước cũng phóng quang. Cho nên đó là thế giới đầy ánh sáng, không có bóng tối. Để nói với các vị, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có tuổi thọ vô lượng, vĩnh viễn không có bệnh tật, không có việc phải đi ngủ hay nằm nghỉ một chút, không có. Vừa đi ngủ thì đã hôn trầm rồi, đó là phiền não mà. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn không bị hôn trầm, tràn đầy tinh thần, không cần phải ăn uống. Chúng ta thắc mắc làm thế nào mà họ lại tràn đầy tinh thần đến như vậy? Vì xứng tánh, ở trong tánh đức không có những thứ phiền não này, không có tập khí. Họ hoàn toàn là tự tánh khởi dụng. Do đó chúng ta hôm nay tuy là phiền não tập khí chưa đoạn, nhưng mà nói tóm lại nhất định phải biết, phải hiểu được. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm phải tùy thuận tánh đức, tập thành cái thói quen này. Vì sao vậy? Vì để lúc giảng sanh sẽ không có chướng ngại. Phải tùy thuận tánh đức, không thể tùy thuận phiền não tập khí. Tu điều mật diệp, giao phú ư trụ. Đây là miêu tả hình dáng của cây báo. Điều nghĩa là cành nhánh, tu nghĩa là dài, cành nhánh rất dài, rất đẹp, lá rất dày đặc, không có lưa thưa lớt thớt, sẽ thấy cây cối rậm rạp, hai bên đang vào nhau che kín cả bờ ao. Cho nên khi ở dưới ao mà nhìn lên thì những cái cây báo này đã che phủ hết, bạn xem cái cảnh như vậy thì vô cùng tuyệt đẹp. Xuất chủng chủng hương, thế vô năng dụ. Những loại hương báo này thế gian chúng ta không có. Thế gian chúng ta vì sao mà không có gì? Vì tâm người ở thế gian này của chúng ta không giống như họ bên đó. Tâm không như nhau, ngôn ngữ cũng không như nhau. Ngôn ngữ của chúng ta quá tầm thường, hành vi không như nhau. Người ở thế giới Cực Lạc, chúng ta dùng cách đơn giản nhất để mà nói, tâm của mỗi một người họ, trong lúc tôi giảng kinh cũng thường nói, sự chân thành của họ là tận hư không khắp pháp giới. Sự thanh tịnh bình đẳng của họ cũng là tận hư không khắp pháp giới. Chánh giác từ bi của họ cũng là tận hư không khắp pháp giới. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Cho nên đã cảm ứng được sự y chánh trang nghiêm, không cách gì so sánh được. Thế giới tha phương không có cách gì so bì với họ. Tại thế gian này của chúng ta, cái thế giới này, lúc trước đã từng có người nói với tôi, có người đến hỏi tôi, ông nói, pháp sư, những người xuất gia các vị có phải là ai cũng đều biết xem phong thủy hay không?
giả lại còn là thầy phong thủy giỏi nữa, phải không? Tôi liền hỏi ông, vì sao ông lại có cái ý nghĩ này? Ông nói, pháp sư hãy xem, các đạo tràng tự nhiên tổng lâm đều là xây dựng ở những nơi có phong thủy tốt nhất. Có thể thấy được những vị hòa thượng này đều là những thầy phong thủy rất tài ba. Ồ, tôi liền hiểu được cái ý của ông. Tôi nói, ông sai rồi, ông đã nghĩ sai rồi. Những nơi mà người tu hành thật sự ở thì cái hoàn cảnh đó sẽ tùy theo tâm của người tu hành mà chuyển. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy. Những người xuất gia này xây dựng đạo tràng ở đây, thật sự đang tu hành, tâm địa thuần tịnh, thuần thiện, thì cái hoàn cảnh nơi họ sống sẽ tự nhiên liền thay đổi theo. Đạo lý là ở chỗ này. Làm gì có nhiều người xuất gia ngày ngày đi xem phong thủy như vậy? Vậy thì không phải mệt lắm sao? Vì thế, các vị hiểu được cái đạo lý này rồi, thì có cần phải đi xem phong thủy hay không? Không cần thiết. Cảnh tùy tâm chuyển. Bạn đi xem để làm gì chứ? Người phàm thì có cần xem hay không? Người phàm có xem cũng vô dụng. Bạn mời thầy phong thủy xem cho họ xong, nơi nào đó có phong thủy tốt, đây là đất quý, bạn liền đến ở. Bạn chính mình không có đức hạnh, bạn sống ở nơi đó thì phong thủy sẽ liền lập tức thay đổi, cũng giống như nước vậy. Tâm của bạn bất thiện mà, nó liền thay đổi ngay lập tức, dáng vẻ cũng thay đổi rồi. Đây là chân lý. Hiểu được cái đạo lý này rồi, có cần phải xem đoán số mạng hay không? Cũng không cần. Không cần đi xem tướng, cũng không cần đi xem phong thủy. Cái gì cũng không cần, đều là bản thân tự chuyển thì được rồi. Quan trọng nhất là chính mình tâm địa thanh tịnh, tâm địa lương thiện, tâm địa từ bi. Cái gì cũng chuyển trở lại, số mạng sẽ thay đổi rồi, phong thủy cũng thay đổi. Đây là chân lý. Hầu hết mọi người đều không hiểu cái đạo lý này. Cho nên thế giới Tây Phương, hoàn cảnh vật chất tốt đến như vậy, chúng ta hiểu được đó là tùy tâm mà chuyển. Nơi mà Phật giáo hóa chúng sanh đương nhiên là thù thắng, mà các học trò của Phật, người nào cũng là học trò giỏi. Không có người nào mà bằng mặt không bằng lòng, lừa thầy phán đạo. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ tìm không ra. Thế gian chúng ta hiện tại thì có rất nhiều. Cho nên cùng một vị lão sư mà có thể dạy rất nhiều học trò, thật sự có thể truyền pháp, thì vĩnh viễn chỉ có một hai người. Nhưng mà một hai người đó thì rất thù thắng. Cái pháp này có thể đời đời truyền nhau, không đến nỗi bị đoạn mất, công đức vô lượng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự là quá tuyệt vời. Vì sao vậy? Mỗi một người đều là truyền nhân của A Di Đà Phật, người người đều có thành tựu vô cùng thù thắng. Không có một người nào không phải là học trò giỏi. Cho nên chúng ta nếu muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì bạn phải ghi nhớ, bạn ở nhà nhất định là đứa con ngoan, hiếu dưỡng phụ mẫu, thì bạn cầu học nhất định là học trò tốt, phụng sự sư trưởng. Nếu như bạn khi ở nhà mà không phải là đứa con ngoan, ở trường không phải là học trò tốt, bạn muốn đến thế giới Cực Lạc thì sẽ không có phần. Bạn đừng nghĩ đến nữa. Các vị hãy suy nghĩ cái đạo lý này, suy nghĩ cái sự thật này. Lúc hiện tại bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng thầy cô, bằng đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vẫn theo cách này mà lừa gạt A Di Đà Phật mà thôi. Sao lại có đạo lý như vậy được chứ?
bạn tự mình gạt mình thì có thể, bạn gạt A-di-đà Phật thì không thể nào rồi. Không những không gạt được A-di-đà Phật, mà đến các đồng học, bạn cũng không thể nào gạt họ được. Phía trước các vị đều đã đọc qua ở trên kinh này, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người giảng sanh đi đến đó, thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Đây là phía trước đã nói đến sáu loại thần thông, không phải thiên nhân, cũng không phải thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể so bì với họ, thì bạn làm sao có thể lừa gạt họ được chứ? Cho nên nếu như chúng ta thật sự muốn giảng sanh, thì bây giờ phải làm những công việc chuẩn bị cho giảng sanh. Hiện tại bạn không lo chuẩn bị đến lúc lâm chung lại ôm chân Phật cầu xin cho giảng sanh, thì làm gì có việc dễ dàng như vậy chứ? Loại tâm lý cầu may như vậy không thể giảng sanh, cho nên nhất định là phải thật làm. Ngày xưa bạn học Phật, không có ai nói cho bạn biết, dù có nói cũng không nói được rõ ràng với bạn, không nói được thấu triệt như vậy. Bạn không biết để mà làm, không biết để mà học, vậy thì có thể thông cảm bỏ qua được. Hôm nay bạn đã rõ ràng rồi, tường tận rồi, bạn lại dùng cái loại tâm cầu may này để mà cầu, vậy thì bạn đã hoàn toàn sai mất rồi. Cái cảnh giới của Tây Phương này hoàn toàn là do Phật và tất cả đại chúng tâm tưởng mà chuyển biến. Chân thật là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cho nên cái hoàn cảnh này thì hết thảy thế gian, chứ không phải chỉ là thế gian này của chúng ta, không có cách nào so sánh với thế giới đó. Tùy phong tán phất, duyên thủy lưu phân. Hai câu này chúng ta có thể đem nó xem thành một sự ảnh hưởng. Gió đức hương báo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, duyên thủy lưu phân đã chảy đến cả thế gian này của chúng ta, chảy đến sát độ của chư Phật mười phương. Làm sao mà chúng ta biết thế giới mười phương, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh, không có vị nào không giảng kinh Vô Lượng Thọ? Không vị nào không giảng kinh A Di Đà, Tịnh Độ Tam Kinh. Các kinh khác có thể không giảng, không nhất định sẽ giảng. Còn ba bộ kinh này là khoa mục chung của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh. Giới thiệu với bạn, đây chính là gió đức hương báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc đã thổi đến bên này của chúng ta. Hiện nay thì chúng ta nói là sự ảnh hưởng, nó đã ảnh hưởng đến tận hư không khắp pháp giới, ảnh hưởng tất cả chúng sanh. Căn tánh nhạy bén thì sẽ cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng. Lại hồi tâm chuyển ý, một lòng hướng về y theo phương pháp lý luận trên kinh điển mà chăm chỉ học tập. Phải đem sự việc giảng sanh này mà lo liệu chuẩn bị cho tốt, khiến cho chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tâm hạnh đều có thể tương ưng với kinh giáo. Những chỗ không tương ưng thì nhất định phải đem nó chuyển đổi trở lại, chỗ nào tương ưng thì phải giữ gìn. Cứ như vậy thì Tây Phương Tịnh Độ bạn sẽ nắm được phần chắc. Cổ Đức nói, cái pháp môn này là dạng người tu, dạng người đi. Lời này là lời chân thật, không phải
vọng ngữ, không phải lừa gạt người. Chúng ta phải nên tin tưởng.